Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thủy ạ. Trước tiên là lần đầu tiên cho tôi xin phép được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, các diễn giả và khách mời đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cá nhân tôi thì đã theo dõi cái chương trình từ các cái phiên đầu tiên và đã được nghe rất nhiều bài trình bày chi tiết thú vị của nhiều học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước với nhiều thông tin cập nhật về tình hình phát triển phương tiện điện tại Việt Nam cũng như các quốc gia, các đô thị trên thế giới. Ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với quý vị đại biểu một số nội dung liên quan về thực trạng giao thông đô thị Hà Nội và cơ hội để phát triển phương tiện điện tại thành phố Hà Nội. Các nội dung chính của bài trình bày gồm có tổng quan về giao thông đô thị Hà Nội, hiện trạng phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội và cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội. Phần đầu tiên, tổng quan về giao thông đô thị Hà Nội thì như chúng ta đã biết, thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước và khu vực, là đầu mối giao thông vận tải của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời cũng là kết nối với hầu hết các cái hành lang vận tải chính của khu vực phía Bắc. Hiện trạng về kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội hiện nay với tổng chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn thành phố là khoảng 23.200 km, trong đó tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị chiếm 9,75%, tỷ lệ đất dành cho giao thông tỉnh mới đạt khoảng 0,11% và tốc độ tăng diện tích kết cấu hạ tầng giao thông bình quân đạt 0,4% một năm. Thì như chúng ta đã biết thì kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm vừa qua đã được đầu tư quan tâm đầu tư và đã hình thành cái mạng lưới khung. Tuy nhiên, các cái chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội hiện nay so với các cái mục tiêu đề ra trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải của thành phố đến năm 2030 được phê duyệt tại quyết định 519 thì còn một cái khoảng cách tương đối xa. Thế này điều này cần sự nỗ lực của thành phố trong việc phát triển về hạ tầng giao thông trong những năm tiếp theo. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì các vành đai 1, 2, 3 là các vành đai đô thị cơ bản đã được khép kín. Ngoài ra các vành đai 3,5, vành đai 4 và vành đai 5 là các vành đai trục chính đô thị và vành đai liên vùng đang được tiến hành đầu tư theo quy hoạch. Thì trong khu vực vành đai 3 như chúng ta đã biết là khu vực có mật độ dân cư rất cao và tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động của phương tiện giao thông vận tải trong khu vực vành đai 3 tại thành phố Hà Nội được đánh giá là rất là bức xúc. Về thị phần đảm nhận của các phương thức vận tải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo số liệu của Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải trong năm 2019 thì đa phần cái nhu cầu đi lại của người dân hiện nay vẫn đang được đáp ứng bởi phương tiện cá nhân chiếm khoảng 83% và vận tải khách công cộng hiện nay mới đáp ứng khoảng 17% nhu cầu đi lại của người dân, trong đó vận tải khách công cộng bằng xe buýt chiếm khoảng 8,69%. Theo quy hoạch giao thông vận tải của thành phố đến năm 2030 đang đặt ra mục tiêu phát triển về vận tải khách công cộng đến năm 2030 đảm nhận 45-50% thị phần vận tải hành khách, thì đây là một cái mục tiêu rất lớn mà muốn đạt được đòi hỏi sự nỗ lực của thành phố trong việc phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt cũng như là phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. Về hiện trạng phương tiện giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội thì đến tháng 7 năm 2021, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 7,5 triệu phương tiện, trong đó có 6,3 triệu phương tiện xe máy, gần 1 triệu phương tiện ô tô các loại, trong đó phương tiện ô tô con chiếm khoảng 530.000 phương tiện và ngoài ra là hiện nay trên địa bàn thành phố đã có khoảng 173.000 xe máy điện các loại. Về vận tải khách công cộng bằng xe buýt thì đến tháng 4 năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 136 tuyến buýt, trong đó có 114 tuyến buýt được trợ giá chiếm tỷ lệ 84%, 12 tuyến buýt kế cận và 02 tuyến buýt city tour. Tổng chiều dài mạng lưới buýt trên địa bàn thành phố hiện nay đạt gần 5.000 km với cự ly bình quân khoảng 35 km một tuyến và mức độ bao phủ mạng lưới buýt trên trong khu vực trung tâm là đã đạt đến 60%. Trên toàn mạng lưới hiện nay có khoảng 3.813 điểm dừng đó trả khách, trong đó thì có 361 điểm dừng có bố trí nhà chờ đạt tỷ lệ gần sấp xỉ 10% với 5 điểm trung chuyển và 96 điểm đầu cuối. Hiện nay mạng lưới buýt của trên địa bàn thành phố Hà Nội thì 95% là các tuyến buýt sử dụng nhiên liệu diesel. Ngoài ra đã có 07 tuyến buýt CNG được vận hành bởi công ty Bảo Yến từ năm 2018 với tổng chiều dài khoảng trên 200 km. Bên cạnh đó thì một loại hình phương tiện buýt mới là xe buýt điện thì đã được công ty Vinbus đăng ký vận hành 10 tuyến trong năm 2021. Tuy nhiên hiện nay do chưa có cái định mức kinh tế và đơn giá cho xe buýt điện để làm cơ sở đấu thầu và đặt hàng theo quy định nên và cũng như cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp của Covid nên dẫn đến cái tiến độ triển khai kế hoạch xe buýt điện của thành phố đang bị chậm so với kế hoạch. Đến phần thứ hai là xin phép được đánh giá về hiện trạng phương tiện giao thông điện tại địa bàn thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh tổng quan hiện nay thành phố Hà Nội có khoảng 380.000 phương tiện điện thì trong đó chủ yếu là xe máy điện và xe đạp điện. Ngoài ra là một lượng nhỏ các phương tiện ô tô điện và xe bốn bánh sử dụng động cơ điện hoạt động trong khu vực hạn chế phục vụ khách du lịch. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 88 phương tiện do 5 doanh nghiệp vận hành cũng như là một số lượng nhỏ xe buýt chuyên dùng
chiếm tỷ lệ dưới 1%. Trong đó thì phương tiện ô tô điện gồm có các loại hình xe buýt điện của Vinbus, ô tô hybrid nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam và một số lượng nhỏ các ô tô thuần điện đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm của các cái chương trình hợp tác nghiên cứu và tài trợ. Như vậy hiện nay ta thấy là số lượng phương tiện điện hiện chỉ chiếm khoảng 2,3% phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn thành phố và còn dư địa phát triển rất lớn trong tương lai đi cùng với các cái chính sách khuyến khích phát triển phương tiện thân thiện môi trường của quốc gia cũng như của thành phố Hà Nội. Về tình hình của loại hình xe máy điện hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 172.000 xe máy điện đã được đăng ký và chiếm 2,7% tổng số lượng phương tiện xe máy trên địa bàn là khoảng 6,3 triệu phương tiện xe máy. Với loại hình xe máy điện hiện nay thì vẫn đang có hai cái loại hình lưu trữ điện năng là dùng pin hoặc dùng ắc quy với những ưu và nhược điểm riêng. Thì trong đó là chủ yếu hiện nay cơ cấu đoàn phương tiện xe máy điện vẫn chủ yếu sử dụng công nghệ ắc quy chiếm 65-75% số lượng. Ngoài ra có một số lượng nhỏ phân khúc cao cấp đã sử dụng công nghệ pin lithium và cái phân khúc này thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng nhờ cái quá trình công nghệ ngày càng được nâng cao dẫn đến giá thành của pin ngày càng giảm cũng như khả năng lưu trữ ngày càng gia tăng. Đối với thị trường ô tô điện, hiện nay trên địa bàn cả nước có khoảng 1.500 ô tô điện hóa các loại nhưng trong đó chủ yếu là ô tô hybrid. Trên đoàn phương tiện ô tô của cả nước là 4,2 triệu ô tô. Trong đó thì tại thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng hơn 500.000 phương tiện ô tô con đã được đăng ký thì cái lượng ô tô điện hiện nay mới bắt đầu được đưa vào thị trường từ năm tháng 8 năm 2020 như hãng Toyota đã giới thiệu dòng xe hybrid phổ thông đầu tiên được phân phối chính hãng trong nước cũng như là doanh nghiệp VinFast là doanh nghiệp nội địa đầu tiên đã giới thiệu cái dòng ô tô thuần điện VFE34 đồng thời cũng đã đưa vào vận hành thử nghiệm các cái tuyến buýt chạy điện đầu tiên tại Hà Nội. Cụ thể là tại cái công văn văn bản số 93 của Ủy ban nhân dân thành phố thì Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng về việc cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt điện giảm ô nhiễm môi trường. Thì trên cơ sở này, công ty Vinbus đã đăng ký vận hành 10 tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố với cam kết đầu tư 150-200 phương tiện buýt điện cao cấp. Và cái tuyến buýt điện đầu tiên tại Hà Nội thì đã được hoạt động thử nghiệm từ tháng 4 năm 2021 tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm. Theo kế hoạch thì tổng chiều dài của mạng lưới 10 tuyến buýt điện đầu tiên tại Hà Nội khoảng 220 km với cự ly bình quân là 22 km một tuyến. Và sẽ có hai depot chính là khu đô thị Ocean Park Gia Lâm và khu đô thị Smart City Tây Mỗ. Và tại mỗi depot này sẽ được bố trí khoảng 20-22 trạm sạc. Ngoài ra, tại một số đầu bến đỗ sẽ được đặt bổ sung các trạm sạc nhanh để phục vụ vận hành trên tuyến. Với phương tiện buýt điện này thì sức chứa bình quân khoảng 68 hành khách và sạc đầy sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh. Cũng như là với mỗi lần sạc đầy thì khả năng vận hành di chuyển tối đa vào khoảng 220-260 km. Và trong những ngày gần đây thì chúng ta đã nhận thông tin rất là vui mừng, đó là cái loại hình vận tải mới sẽ chuẩn bị được đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố là đường sắt đô thị tuyến số 2A Cát Linh Hà Đông. Thì sau một thời gian dài đầu tư xây dựng, hiện nay là sẽ dự kiến được đưa vào khai thác chính thức trong tháng 11 năm 2021 với 13 đoàn tàu, 4 toa. Chiều dài tuyến đường sắt đô thị 2A là khoảng 13 km với 12 nhà ga, với điểm đầu tại ga Cát Linh và điểm cuối tại khu vực bến đỗ xe Yên Nghĩa và khu depot Phú Lương. Thì tuyến đường sắt này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi khổ 1435, tốc độ chạy tàu 80 km/h và với cái năng lực vận tải hành khách tối đa lên đến 57.000 hành khách một giờ, tương đương khoảng 1 triệu hành khách một ngày. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn đầu thì dự kiến tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng chỉ khai thác một nửa công suất thiết kế để vận hành. Đến với cái phần nội dung chính của bài hội thảo ngày hôm nay là về cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội. Thì để nhìn nhận cơ hội phát triển của giao thông điện thành phố Hà Nội phải đặt trong cái bối cảnh chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thì như các quý vị đại biểu đã biết, hiện nay các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới đã và đang xây dựng các lộ trình cụ thể để phát triển phương tiện điện dần thay thế phương tiện sử dụng xăng và diesel truyền thống, đặt nhằm cắt giảm khí thải nhà kính do động giao thông vận tải cũng như hướng đến mục tiêu xây dựng các vùng phát thải thấp, low emission zone, và dự báo ô tô điện sẽ đạt mốc 28 triệu xe đến năm 2030 theo Bloomberg, và ô tô điện sử dụng ô tô sử dụng khí nhiên liệu hydro hóa lỏng sẽ đạt đến 2,4 triệu xe đến năm 2030. Cùng với bối cảnh trên thế giới thì chính phủ Việt Nam đã cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, chỉ đạo việc thực hiện cắt giảm khí nhà kính trong hoạt động giao thông vận tải cũng như nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển vận tải khách công cộng, phương tiện thân thiện môi trường. Đối với bản thân thành phố Hà Nội thì thành phố cũng đang có kế hoạch tiếp tục phát triển và mở rộng đô thị hóa. 12 quận nội thành hiện nay dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 17 quận và 2030 là 20 quận. Thì cùng với cái quá trình đô thị hóa này sẽ là cái nhu cầu về
sử dụng, sở hữu phương tiện ngày càng gia tăng của người dân cũng là những cái cơ hội để phát triển phương tiện điện cho thành phố Hà Nội. Cụ thể về một số cái mục tiêu về phát triển giao thông bền vững ở cấp độ quốc gia thì như chúng ta đã biết tại quyết định số 452 của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã đưa ra cái mục tiêu góp phần vào mục tiêu giảm 7,3% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường bao của quốc gia. Thứ hai là quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Tức là các cái tiêu chuẩn khí thải sẽ ngày càng được nâng cao. Và đến năm và tại quyết định số 2707 của Bộ Giao thông Vận tải về chương trình nghị sự về phát triển bền vững thì mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển vận tải công cộng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ đảm nhận đạt 35-40%. Đối với cơ hội phát triển về vận tải khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tại kế hoạch phát triển phân tải khách công cộng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được thành phố phê duyệt, đã đặt ra các cái mục tiêu phát triển rất là cụ thể đối với từng loại hình vận tải khách công cộng, cụ thể như sau. Thì đối với vận tải khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2030 sẽ đảm nhận khoảng 25% nhu cầu đi lại và phát triển đoàn phương tiện xe buýt từ khoảng 2.000 xe hiện nay lên khoảng 6.700 đến 6.800 xe. Tức là cái đoàn phương tiện buýt đến năm 2030 sẽ gấp khoảng 3 lần so với hiện trạng. Trong đó thì tỷ lệ sử dụng phương tiện năng lượng sạch phải tối thiểu đạt từ 5 đến 20%. Như chúng ta đã biết thì hiện nay đoàn phương tiện buýt sử dụng nhiên liệu sạch tại Hà Nội có hai loại hình là buýt CNG và buýt điện đang thử nghiệm. Vậy thì theo cái mục tiêu đề ra của thành phố đến năm 2030 chúng ta sẽ cần phải đầu tư thêm khoảng 1.000 phương tiện buýt sử dụng nhiên liệu sạch, trong đó có buýt điện. Thứ hai là loại hình vận tải khách công cộng bằng taxi và xe hợp đồng thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đảm nhận 9-10,5% nhu cầu đi lại của người dân, tương đương với việc phát triển đoàn phương tiện taxi và xe hợp đồng du lịch đạt khoảng 80.000 đến hơn 100.000 phương tiện. Trong đó cũng đặt ra mục tiêu sẽ đạt tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch tối thiểu đạt từ 5 đến 20% đoàn phương tiện. Bên cạnh đó thì loại hình vận tải rất là quan trọng trong tương lai sẽ góp phần thúc đẩy cái việc chuyển dịch nhu cầu từ vận tải cá nhân sang vận tải công cộng trên địa bàn thành phố, đó là việc tiếp tục phát triển các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt 4 đến 5 tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động và sẽ đáp ứng từ 8 đến 10,3% nhu cầu đi lại. Bên cạnh các cái loại hình vận tải khách công cộng chính nói trên thì hiện nay thành phố Hà Nội cũng đang nghiên cứu sẽ mở rộng tiếp các cái địa bàn hoạt động cho loại hình xe chở khách 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh khách du lịch theo khu vực phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang dự kiến sẽ có mở rộng thêm 8 khu vực sẽ sử dụng xe 4 bánh sử dụng điện phục vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Đối với cơ hội phát triển đối với loại hình phương tiện cá nhân như là ô tô điện, xe máy và xe đạp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội thì năm 2017 thành phố Hà Nội đã thông qua đề án về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Và hiện nay thì thành phố đã và đang dần triển khai các cái giải pháp nhằm tăng cường quản lý phương tiện giao thông cơ giới cá nhân gồm có ô tô và xe máy trên địa bàn thành phố. Mà trong những ngày gần đây thì chúng ta đã được nghe cái thông tin về việc nghiên cứu cái lộ trình về thu phí đi vào nội đô. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh hiện nay vận tải công cộng chưa thể phát triển như kỳ vọng thì trong giai đoạn gần, tương lai gần từ năm 2021 đến 2025 thì vận tải cá nhân sẽ vẫn là một trong những cái loại hình vận tải chính phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Và theo dự báo thì hiện nay thì cái cơ hội phát triển với thị trường xe máy điện tại Hà Nội và xe đặc biệt là ô tô điện là rất lớn, khi mà sở hữu ô tô con trên 1.000 dân tại thành phố Hà Nội hiện nay là vẫn còn thấp, mới đạt khoảng 65 xe trên 1.000 dân. Cùng với việc tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn thành phố ngày càng tăng thì sẽ dẫn đến cái chuyển dịch nhu cầu sở hữu xe máy sang ô tô. Và theo dự báo, cái xu thế tăng trưởng hiện nay thì đến năm 2030 thành phố Hà Nội sẽ có khoảng 7,5 triệu xe máy và gần 1,5 triệu ô tô con. Vậy và cái dư địa phát triển của cái thị trường ô tô điện và xe máy điện hiện nay là rất lớn. Hiện nay thì thành phố cũng đang có các nghiên cứu các mô hình thí điểm về xe điện hai bánh và xe đạp điện công cộng kết nối. Ví dụ như là gần đây nhất là cái dự án của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm 60 phương tiện xe điện hai bánh kết nối giữa hai nhà chờ xe buýt nhanh BRT tại La Khê, Hà Đông đến khu trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm. Trên đây thì là tóm tắt một số cái chia sẻ ngắn gọn về thực trạng giao thông đô thị và cơ hội phát triển giao thông điện tại Hà Nội.
thì đối với bất cứ một lĩnh vực nào thì cơ hội thì luôn đi kèm với thách thức. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi của bài trình bày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày các cái cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện của thành phố. Còn về các cái thách thức và khó khăn thì là sẽ là trong phạm vi của các bài trình bày khác. Và chân thành cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý vị đại biểu. Xin hết và nhường lời cho chị Thủy tiếp tục chương trình ạ. Cảm ơn Linh Hà rất nhiều về cái bài trình bày rất là tổng quan về từ giao thông vận tải chung của thành phố Hà Nội, những khó khăn hay những thách thức, những cơ hội nào cho đến xác định những cái cơ hội phát triển về giao thông vận tải điện ra làm sao. Xin quý vị đại biểu thì không biết là có ai có những cái câu hỏi, trả lời câu hỏi hay là những cái góp ý cho cái bài trình bày hay đóng góp hay là khuyến nghị nào đấy cho bài trình bày của anh Hà không ạ? Có một câu hỏi của anh Văn Hiến. Anh Hà có thể trả lời trực tiếp được không? À vâng, em có nhận được câu hỏi của anh Hiến đây rồi ạ, về cái số liệu hạ tầng chậm sạc của Hà Nội hiện nay. Thì trao đổi với anh Hiến là hiện nay là như chúng ta đã biết là phát triển hạ tầng chậm sạc thì đi đầu là doanh nghiệp VinFast. Thì là đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng cập nhật được số liệu cách đây khoảng 2 tháng ạ. Thì hiện nay là trên địa bàn thành phố đã được đầu tư khoảng gần 700 chạm sạc và đang tiếp tục đầu tư trong năm 2021, dự kiến là sẽ đạt 1.000 đến 1.500 chạm sạc trong năm 2021 anh ạ. Em có nhận được câu hỏi của anh Đức về cái bài trình bày slide thì em xin phép sẽ được chia sẻ qua email của anh, em đã nhận được ở trong khung chat rồi ạ. Có một câu hỏi của chị Huế là về những cái giải pháp cụ thể để phát triển vận tải khách công cộng đạt được cái mục tiêu từ 45 đến 50% đến năm 2030. Thì đây là, với chị Huế thì là đây là một cái chương trình nghiên cứu rất là lớn và đã đặt ra rất nhiều cái nội dung chi tiết ở bên trong. Thế thì xin phép được trao đổi với chị Huế ở bên ngoài phạm vi chương trình tại cái địa chỉ email em đã nhận được. Xin cảm ơn chị ạ. Tôi có một câu hỏi dành cho anh Hà là ngoài những cái loại hình phương tiện giao thông công cộng mà mình đã nêu ở đây thì liệu thành phố Hà Nội trong những năm tới thì có thúc đẩy thêm một số cái hoạt động về hành khách vận tải khối lượng lớn ở những cái khu vực khác và có thúc ví dụ như kiểu BRT hoặc là MRT chẳng hạn. Thì mình có triển khai một trường thực hiện hay không, và một điều nữa là không biết là mình có cái giải pháp nào để hạn chế hay để quản lý cái giao thông cá nhân không? À, vâng, cái câu hỏi của chị Thủy thì cũng thực ra là cũng có một ý đã nằm trong cái bài trình bày, nhưng mà do phạm vi thời gian của chương trình có hạn nên là tôi cũng không thể trình bày được hết. Về cái đã được trong bài slide ấy, thì đã nhắc đến cái đề án số cái nghị quyết số 04 của thành phố về phê duyệt cái đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ làm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì đây là cái đề án rất là quan trọng của thành phố Hà Nội, đã nghiên cứu chi tiết những cái biện pháp nhằm là điều tiết cái nhu cầu sử dụng phương tiện của người dân từ chuyển để làm sao có thể chuyển dịch dần từ nhu cầu cá nhân sang sử dụng vận tải các công cộng, có nhiều cái biện pháp ở trong đó. Thì hiện nay là các thành phố trên cơ sở cái đề án này thì là thành phố Hà Nội đã đang thực hiện các cái chương trình cụ thể về các cái giải pháp cụ thể để thực thi cái đề án. Thì là về cái chi tiết của cái đề án này thì tôi sẽ có một cái bài trình bày nữa, xin phép là vào một buổi khác vì là nó là rất là chi tiết. Còn về cái câu hỏi của chị về các cái loại hình vận tải khối lượng lớn thì đúng là hiện để cũng là một trong cái ý của câu hỏi của chị Huế là hiện nay cái thị phần
chưa đến 20% mà đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là từ 35 đến 40%, thì chắc chắn là phải có sự tham gia của các loại hình vận tải khách khối lớn thì chúng ta mới có thể dịch chuyển cái khối lượng thị phần lớn như vậy. Thì trong đó là cái đường sắt đô thị trong những năm tiếp theo sẽ là một cái phương tiện chủ đạo, cùng với xe buýt sẽ phát triển từ 2.000 phương tiện buýt lên khoảng gần 7.000 phương tiện buýt, là cái hai cái loại hình vận tải chủ đạo để chúng ta có thể chuyển dịch cái nhu cầu sử dụng phương tiện của người dân, điều tiết dần từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính ạ. Xin hết ạ. Vẫn đang còn một câu hỏi của anh Chính Trần đấy ạ. Anh Trần Trinh ạ. À vâng, em có nhận được câu hỏi của anh Trần Trinh rồi ạ. À, đó là với xe điện thì cũng có những cái hạn chế so với xe truyền thống sử dụng nhiên liệu xăng và diesel, như là quãng đường di chuyển, về thời gian sạc. Và anh Trinh cũng đang có đặt ra những cái câu hỏi như là trong tương lai không xa, khi mà xe điện bùng nổ và thay thế xe xăng, thì những cái hạn chế trên sẽ trở thành những cái rào cản đối với phát triển xe điện. Thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Thì báo cáo với anh Trinh là hiện nay như chúng ta biết là cái xu thế điện hóa cũng như là phát triển phương tiện điện trên thế giới thì là tiến bộ thần tốc trong khoảng 5 năm trở lại đây. Vì cái công nghệ ngày càng được nâng cao, được cải tiến liên tục. Thì trước đây thì cái hạn chế về về pin cũng như là thời gian sạc là cái rào cản rất lớn đối với phương tiện điện, nhưng mà trong những năm gần đây cái đột phá về công nghệ đã giải quyết tương đối tốt cái những cái rào cản này. Thời gian sạc đối với xe ngày càng được rút ngắn, quãng đường di chuyển thì ngày càng được tăng cao. Trong tương lai thì cùng với sự phát triển về công nghệ cũng như là cái mở rộng cái hạ tầng chạm sạc, đối với Hà Nội thì hiện nay thì chúng tôi đánh giá một trong những cái rào cản và khó khăn để phát triển phương tiện lớn nhất chính là cái cơ sở hạ tầng để bố trí các cái chạm sạc. Vì như chúng ta đã biết là hiện nay không gian đô thị rất là chật chội, và việc bố trí các hạ tầng chạm sạc làm sao trong phù hợp trong mạng lưới đô thị hiện nay là rất là khó, và đấy là một trong những cái rào cản lớn. Còn những cái rào cản về công nghệ thì hiện nay là các nhà sản xuất trên thế giới đã cơ bản đã đẩy nhanh được cái công nghệ và tiến cái năng lực của phương tiện điện gần sát đến các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống rồi, nên là về tương lai thì đây không phải là cái rào cản chính, mà rào cản chính ở những cái bước đầu hiện nay là rào cản về phát triển hạ tầng các trạm sạc và những cái hệ lụy kéo theo. Vâng, em cảm ơn anh Chính ạ. À, em đã nhận được câu trả lời của anh ạ. À. Bây giờ có một câu hỏi dành cho anh Chính ạ. Anh Chính có tiện trả lời không ạ? Vâng ạ, đối với câu hỏi của anh Nguyễn Hoàng Đức ạ. Tất cả những cái tài liệu trong cái chương trình đào tạo thì sẽ được đưa lên trang web của dự án Solution Plus ạ. Nếu mà các chị đã đăng ký và đã có địa chỉ email rồi thì là bên bên cái bộ phận hỗ trợ kỹ thuật đó họ sẽ gửi trực tiếp cái đường link đấy cho các quý vị đại biểu, và chúng ta có thể lên đấy và chúng ta có thể lấy tài liệu về tham khảo ạ. Vâng, anh Trinh ơi, anh Hiến có anh Hiển có hỏi anh một câu là các giải pháp của doanh nghiệp là gì trong việc thích ứng với xu hướng hiện tại của xe điện đấy ạ? Trong lúc chờ đợi thì là mình cũng có thể có thêm một câu hỏi cho anh Hà được không ạ? Dạ vâng chị ạ. Ngoài cái như lúc đã trình bày thì có thấy rằng là ngành giao thông vận tải thì chúng ta sẽ đóng góp cho cái nhu cầu phát thải khoảng hơn 7% đúng không ạ? À, tức là đấy là mục tiêu của quốc gia, và ngành giao thông vận tải sẽ đóng góp cái phần nỗ lực của mình trong cái mục tiêu chung của quốc gia chị ạ. Dạ vâng. Thế thì hiện tại thì mình đã có những cái lộ trình gì để mình có thể thực hiện được cái mục tiêu quốc gia đấy không?
Cái này thì là riêng đối với ngành giao thông vận tải, cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải thì đã ban hành cái kế hoạch hành động của ngành về cái mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và cắt giảm phát thải khí nhà kính, thì trong đó có cái lộ trình với các từng cái lộ trình và hoạt động cụ thể chị ạ. Thì cái này em có thể chia sẻ lại với ban tổ chức cũng như là những anh chị quan tâm trong hội thảo ạ, về cái kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó sẽ có cái chi tiết những cái chương trình phát triển từ nay đến năm 2021 đến năm 2025 của Bộ ạ, trong cái chương trình nỗ lực chung này. Cảm ơn anh hả? Dạ vâng. Anh chỉ ngơi bây giờ anh có thể tham gia thảo luận được rồi đấy ạ. Ok, cảm ơn chị. Chị có nghe được em nói không ạ? Có. Lúc nãy theo em nghe em còn đọc được câu hỏi của anh Hiến, thì là anh có hỏi là giải pháp của doanh nghiệp là gì trong việc là thích ứng với xu hướng mới. Thì em cũng xin trả lời là để mà giải quyết được hiện tại thì khi mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thì bên phía doanh nghiệp thấy nó có ba yếu tố và ba cái rào cản. Thứ nhất là về cái quãng đường sạc, thứ hai là về cái thời gian di chuyển, và thứ ba là về cái chi phí sản xuất. Vì hiện tại là chi phí sản xuất cho xe điện, đặc biệt là cục pin lithium, thì thường được nhập ở nước ngoài về với chi phí rất là cao. Do đó là để giải quyết được cả ba cái yếu tố này trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, thì bên phía doanh nghiệp em đang có hướng tới một cái dự án, đó là mong muốn cuối cùng là tất cả các cái doanh nghiệp, tất cả các hãng xe điện sẽ sử dụng chung một cái hệ thống pin, sử dụng chung pin và sẽ có chung một cái hệ thống đổi pin. Khi đó thì khách hàng có thể là đổi pin ở bất cứ đâu, khi mà xe mình hết điện nó đổi bất cứ đâu, đổi tại bất cứ cửa hàng của hãng nào, như thế thì quãng đường di chuyển nó sẽ dài hơn, và cái thời gian thay vì mình phải đợi từ 2-3 tiếng để mình sạc pin thì nó chỉ cần còn lại trong khoảng từ 30 giây đến 1 phút mình cần nhấc pin để mình đổi. Tuy nhiên ấy, thì cái giờ để mà thực hiện được cái đó thì nó cũng sẽ phải từng bước. Đầu tiên là nếu như thực hiện tại một doanh nghiệp thì rất là dễ cho cái doanh nghiệp đó, nhưng nó sẽ gây hạn chế cho khách hàng là phải đến đúng cái địa điểm của công ty đó, của hãng xe đó thì mới đổi được. Nên là mọi người bên phía doanh nghiệp em mong muốn là ở một tương lai gần là các doanh nghiệp sẽ đồng ý là dùng chung một cái mẫu pin với nhau giữa tất cả các xe điện. Và để mà thực hiện điều đó thì cũng cần phải có các chính sách hỗ trợ từ bên phía cơ quan nhà nước để mình khuyến khích doanh nghiệp khi mình dùng chung thì được lợi cái gì, doanh nghiệp được lợi cái gì, khách hàng được cái gì, ABC tất cả mọi thứ, thì lúc đó mới có thể thực hiện được cái dự án này. Ngoài ra thì cũng chia sẻ thêm với các anh chị, thì bên phía của em là đại diện hiệp hội các nhà sản xuất xe máy, thì trong tương lai trong 1-2 năm tới thì em có thể thực hiện thí điểm cái dự án này ở một số các thành phố du lịch, hoặc là thành phố có thể là các thành phố du lịch, để em sẽ thực hiện đánh giá xem là cái mức độ khả thi về cái quãng đường di chuyển hệ thống đổi pin ABC. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể biết rằng là cái quãng đường di chuyển của xe điện nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều dựa trên cái khả năng vận tải của xe điện, nó không như xe xăng. Khi mà cái xe điện mà mình chở tải quá lớn ấy, thì quãng đường di chuyển nó sẽ bị tụt xuống rất là nhiều. Chính vì thế là cũng cần phải đánh giá thí điểm của thành phố dựa trên các cái điều kiện chạy thực tế của cả người dân này, của cả shipper này, rồi cả vận tải ABC, rất là nhiều thứ để đánh giá xem là xây dựng mạng lưới và phát triển công nghệ về pin trong tương lai như thế nào. Thì cái đó thì có thể trong một tương lai gần thì khi có một buổi hội thảo khác liên quan về xe điện thì bên phía VAM sẽ có những bài trình bày chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chính rất nhiều về các cái chia sẻ. Thì thông qua chia sẻ của anh Chính thì là các bên phía chính quyền, bên anh Hiến, tức là cũng sẽ có những cái giải pháp để hỗ trợ về chính sách, đúng không ạ? Làm thế nào mà đảm bảo cái tính đồng bộ giữa các cái nhà sản xuất khác nhau, đồng bộ về tất cả mọi mặt, và chúng ta có thể là tiện lợi cho cái việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển. Vâng ạ, xin là cảm ơn anh Hà đã có một cái bài trình bày rất tổng quan về xe điện, về giao thông vận tải đô thị Hà Nội và về phát triển xe điện, cũng như là chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng thấy rằng là so với các nước khác thì là những cái thông số về quỹ đất dành cho giao thông vận tải hay là thị phần vận tải của cái giao thông công cộng của Hà Nội, của Việt Nam còn quá thấp so với kỳ vọng, cũng như là so với rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thì khi mà hiện tại thì chúng ta có những cái khó khăn như thế này thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái triển vọng mà để chúng ta có thể phát triển được. Đặc biệt là chúng ta có thể phát triển rất là nhiều cái tuyến xe buýt điện, thì là chúng ta có thể thực hiện được hai mục tiêu là thúc đẩy phát triển giao thông công cộng, đồng thời là thúc đẩy cái phát triển phương tiện sạch hơn và giảm phát thải khí nhà kính.
Tuy nhiên thì thực hiện các bước thực hiện như thế nào và thúc đẩy xe điện, phát triển xe điện đã được thực hiện ở các nước khác như thế nào thì chúng ta nghe một cái bài trình bày tiếp theo.